Rồi bây giờ Thịnh cam kết gì? Con tên gì? Con họ gì? Rồi con cam kết điều gì? Rồi sao nữa? Phải cố gắng để hoàn thành gì? Nếu con sai phạm thì con sẽ chịu trách nhiệm bằng cách nào? Hoặc là gọi là ở chuồng chạy vòng vòng chung cư ghi cái tên là Thịnh lười biếng, nói lên, nói đi, ghi cái tên lười biếng, Thịnh lười biếng, ừ, thấy không? Nhớ hôm nay con cam kết cái gì nha, cậu đăng cái này lên mạng đó, cậu nói rồi đó, rồi mai mốt á mày mà lười biếng á là mày bị phạt, tao quay tao đăng lên luôn đó. Rồi bây giờ con sẽ bị phạt cảnh cáo một cây đúng không? Thì bà ngoại lên con mới phạt một cây chúng thôi, nãy giờ là chết rồi, thôi không có tha gì chân á, một cây à. Rồi xuống, nằm xuống đàng hoàng, nằm xuống đàng hoàng, tao quýnh nhẹ rồi tao tha, không có ngồi, nằm xuống, nằm xuống chịu trách nhiệm, nằm xuống chịu trách nhiệm với bản thân giống như chị hai vậy đó. Nằm đây nè, dài đây nè, cái đầu quay đây nè, lại lên, nằm quay cái đầu lại đây, nằm xuống, nằm kê cái đầu xuống gối đó đó, nằm sắp đi, kê đầu xuống gối, đúng rồi, nằm xuống một cây, cậu nói cậu quýnh một cây là một cây, cậu không có nói láo mày đâu. Nè cây này là phải cảnh cáo Thịnh nha, là Thịnh từ đấy sau là phải siêng năng, không làm biếng, nhớ nha, phải cố gắng để hoàn thành ước mơ. Cây này cậu sẽ quýnh để con nhớ, nghe chưa? Đau chưa? Đau không? Con nhớ chưa? Đứng dậy đàng hoàng. Rồi quay ra đây, quay ra đây. Nhớ ngay bây giờ con cảm thấy vậy đủ đau chưa? Vậy thì cố gắng là đừng bao giờ để bị quýnh nghe chưa, và nhớ là cái lời con cam kết ngày hôm nay nha. Quay ra đây, dạ coi. Rồi bây giờ con đi rửa mặt, con cười một cái coi.